vui tươi và đem nụ cười đến cho tất cả mọi người. Với bài hát mà hôm nay Chí Tâm muốn góp tiếng cùng với cô Phượng Liên trong chương trình mừng sinh nhật nghệ sĩ Văn Trung này. Ai ai trong đời cũng phải có mẹ, và bài hát bất hủ của nhạc sĩ Y Vân cũng như là cố soạn giả Loan Thảo đã làm cho chúng ta bùi ngùi nhớ mẹ ta xưa. Đó là bài Lòng Mẹ. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Lòng Mẹ với tiếng hát Phượng Liên và Chí Tâm, phần nhạc phụ với Hoàng Nghĩa, keyboard Hoàng Phúc, guitar Hoàng Nam, Thành Sến và như đường mía lao.
chân con trẻ trên vàng neo sông hồ. Lúc còn thơ giọng đố và nhìn giống đã nhiều con vào giấc ngủ nông. Như một con đò đưa quý vị tìm về quê xưa, rồi tiếng hát như chuông ngân của nghệ sĩ Phượng Liên, quả thật trẻ thanh tâm của năm 1966, đúng không ạ? Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn cô rất nhiều. Mở đầu chương trình đã là một dạng phẩm về mẹ, và nhất là trong mùa lễ Vu Lan này, làm cho mọi người chạnh lòng nhớ về quê xưa. Bởi lời ru của mẹ thuở nào đưa con qua khỏi sóng đào biển dâu, chỉ một lời ru ngọt ngào của mẹ đã đưa con qua khỏi sóng dâu của cuộc đời ấy. Cho nên dấu hơn 3 thập niên mà lòng người Việt xa quê vẫn chạnh lòng nơi chốn cũ. Và trên sân khấu quý vị nhìn thấy được những hình ảnh của một đồng bằng sông Cửu Long, ấy là nơi phát xuất của những bài dạ cổ và làm cho người Việt xa quê chạnh lòng nhớ nhất. Bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chào đón phần trình diễn của Quỳnh Hoa và nghệ sĩ hài Văn Trung với Anh Không Chết Đâu Anh. Nghệ sĩ Văn Trung và Quỳnh Hoa trình diễn thì chúng tôi cũng thấy là có 3 danh hài cũng vừa về kịp lúc có đôi lời để lên chúc mừng. Vậy thì chúng tôi xin kính mời quý vị cùng hân hoan dành tràng pháo tay thật lớn cho Văn Sơn, Kiều Quang và Lê Bình trên sân khấu. Đêm nay là đêm giao hài bạn ngộ. Ôi quá, mừng quá, mừng dạ, mừng quá con. Happy birthday. Đầu tiên thì để con đại diện cho tất cả anh chị em nghệ sĩ, và nhất là anh em nghệ sĩ trong làng hài hước, con xin được cúi đầu bái tạ sư phụ một lại. Bây giờ cái này là đúng, tại vì con nói chứ bạn nghe nè. Thứ nhất á, nói về tất cả những danh hài đó mà trong cái làng hài của mình đó, chú Bảy kể như là Võ Lâm Ngũ Bá rồi. Không, mà ở đây đó là Võ Lâm Ngũ Bá là 4 ông kia là đi hết rồi, có mình chú Bảy còn đây thôi. Cao hơn chứ. Thật ra chú Bảy vừa là sư phụ mà vừa như là cha mẹ của tất cả anh em trong ngành hài đây. Một lại này để đại diện cho tất cả anh em chúc chú Bảy
thượng thọ sống lên hơn 100 tuổi. Cao hơn bảo chú con lại lại trả lại tạ lại tạ lại trả chứ quên con lại con lại ba kêu vừa thôi thôi tí con lại trả đủ trả đũa đi đó bây giờ vậy nè, bữa nay sinh nhật của chú Bảy Trang Trung, sinh nhật 85, thì thôi bây giờ mình chúc cho chú Bảy đi. Chúc ha, nhưng mà anh em mình không chúc bình thường được, mình chúc dành điệu đi. Chú Bảy Trang Trung chúc dành ung nè. À đúng rồi, chú Bảy Trang Trung chúc dành ung. Đây, bây giờ là phụ nữ chúc dữ đi. Dạ thôi, hôm nay là tại vì sinh nhật của chú Bảy, mà thường là Lady First, nhưng mà thôi hôm nay em không dám bị gì băng đảng, em là có ba người. Thì em rất là nể ông anh em, thì để cho cái thằng này nó là anh em nó chút trước vậy. Trời ơi, anh mà nó bà thằng. Chúc trước nha, người hưởng câu nha. Xin chúc ba dân chung, ha. Rồi tới giờ. Rồi, tốt lắm. Xin chú Bảy Trang Trung nè, rồi hôm nay sinh nhật chú Bảy Trang Trung đó dành luôn nè, xin chúc chú Bảy lúc nào cũng xuân. Hay quá, hay quá. Tôi thèm mà thèm và cuộc sống mãi mãi ung dung. Vậy chứ đó vỗ tay chấm lên tới ăn, nhưng mà cái vụ kia phải ấy, đừng có giống như cộng chi không. Bởi vì nếu giống cộng dây cung thì nó sẽ dễ bung. Bây giờ thôi chút xong giờ hát nha. Trời ơi. Hát mừng hát bên đây đàng hoàng chứ. Sơn gà quá. 1, 2, 3. Thôi mỗi đi, bên đây mình không nhờ ghẻ sữa đâu, mà nhờ ban nhạc cải lương mà hát happy birthday mới ghê. Ok chú Bảy. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ là phần trình diễn của danh hài Văn Trung và Quỳnh Hoa. Dạ kính thưa quý vị, đáng lý ra thì lo cái chuyện này Văn Trung tôi hết sức rồi, nhưng cũng ráng ca, biết rằng ca giọng cổ là ca không nổi rồi đó. Nhưng mà cái hai câu giọng cổ này là cũng sẵn giả diễn giao viết cho tôi cách đây 16 năm. Hôm nay ngày sinh nhật của tôi, tặng cho nhất là cái người mà tôi rất quý, không phải ông giàu có mà tôi quý, nhưng cái tấm lòng đối nghệ sĩ từ ngày Văn Trung bước qua đất Quy Kỳ này, cái người mà giúp đỡ Văn Trung đầu tiên là thương gia Trầm Vũ. Xin cảm ơn Trầm Vũ. Và có những người bạn tôi, chẳng hạn như tiệm vàng Kim Mỹ ở sông Lê Tên đây, rất là xa xôi dẫn lên ở đây, và tất cả bạn đồng nghiệp như Phượng Liên, Tí Tâm, dân dân và là dân dân nhiều quá. Tôi xin ca hai câu giọng cổ, mặc dầu ca rất là yếu, nhưng mà trước khi ca đó, quý vị đồng ơn có gì, khi mà tôi kêu hỡi quý khán giả thân thương ơi, quý vị đồng ơn ơi, dùng một tiếng cho thiệt lớn dùm tôi, và quý bạn đồng nghiệp ơi, ơi dùm tôi một tiếng nha. Dạ kính thưa quý vị khán giả thân thương của Văn Trung tôi ơi, kính thưa quý bạn đồng nghiệp ơi,
đó bắt đầu ca. Để coi nhớ gì đây, để coi nhớ không. Các bạn ơi, đi bởi đài truyền hình VSN TV trên toàn cõi Hoa Kỳ và Úc Châu. Những lời nhắn của quý khán thính giả chúng xin ở đây để Thanh sẽ chia sẻ. Và vì có quá đông anh chị em nghệ sĩ và các hài kịch cũng đến đây để cùng chung vui và góp tiết mục của mình, cho nên đây sẽ là một chương trình văn nghệ đặc sắc nhất. Tiếp nối là dòng nhạc của nhạc sĩ Yên Lan, một người bạn rất thân tình với nghệ sĩ hài Văn Trung, cũng có nhạc phẩm để gửi gắm là mừng nghệ sĩ Văn Trung sinh nhật qua phần trình diễn của Minh Hùng, Xuân Mỹ, Vĩnh Khang và Yến Linh. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón những người nghệ sĩ sau đây. Xin cảm ơn. Bao nhiêu
Hương sáng mấy năm đón đủ dây
ông đã từng đóng bao nhiêu tuần hay không? Của soạn giả Yên Lan, một người soạn giả kỳ cựu của nền cổ nhạc miền Nam Việt Nam. Cảm ơn các em rất nhiều. Vâng, mời chú Bảy đứng đây, xin mời chị Phương Hồng Quế ra sân khấu. Chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại của quý vị đang theo dõi chương trình trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ muốn gửi quà cho chú Bảy Văn Chung qua đường điện thoại. Quý vị có thể gọi là 714-531-8884 hoặc là 1-800-688-0945. Trước hết thì gia đình chú hai sẽ những thời gian vi báo của tôi trong chương trình nhân sinh nhật lần 85 của nghệ sĩ Hải Văn Trung. Dạ. Xin mời cô Khánh Ly, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho nữ hoàng chân đất, nữ nghệ sĩ Khánh Ly thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay cô đã mang dép rồi ạ. Dạ. Wow, xin mời. Dạ, chào cô Khánh Ly, cảm ơn có lòng nghĩ tới bác Bảy. Dạ. Trước hết là Khánh Ly xin kính chào tất cả quý vị anh chị em nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay. Dạ thưa anh hay là thưa chú, anh đi cho trẻ trẻ anh chú. Dạ thưa anh. Yeah. Em rất là tình cờ, tại vì em không biết hôm nay là các anh chị ở đây tổ chức lễ thượng thọ cho anh. Yeah. Em chỉ tình cờ xuống đây, nhưng mà được ông bà giám đốc đài nhắn thì em chạy xuống, cho nên em chỉ có đi tay không thôi với một tấm lòng. Em xin được thay mặt gia đình em, vợ chồng và các con kính chúc anh được thật nhiều sức khỏe, nhiều vui vẻ, nhiều may mắn, để anh có thêm thời gian và cống hiến cho đời tài năng mà Thượng Đế đã dành cho anh. Dạ, trời, rất là cảm ơn cô Khánh Ly, xin thay mặt bà xã tôi cũng như các con các cháu tôi xin có lời chân thành cảm ơn cô Khánh Ly có lòng nghĩ tới. Vì vấn đề tiền tài thì cũng dân chúng cũng ham lắm, nhưng mà tấm lòng cô Khánh Ly mà bước lên đi nói chuyện nó còn quý hơn là tiền nữa. Thành thật cảm ơn Khánh Ly. Dạ thưa, cảm ơn anh. Cảm ơn chú Bảy.